có mấy người đây làm chứng. Làm chứng là tôi đánh anh á. Cái chú ở sành giữ chìa khóa đi. Giữ chìa khóa đi. Anh đứa quyền thì anh giữ chìa khóa. Này nó phường kia phường đúng. Anh có quyền điện mà đâu cần phải kêu hả? Đâu thấy lên vườn gà. Chạy phường ngay nè. Tôi có đi đâu đâu, tôi là người dân đúng không? Dân đưa chìa khóa đây. Tại sao anh? Chìa khóa ra làm gì? Tại vì nè. Hả? Có một số công an á cũng như anh vậy đó. Tôi sao? Giật chìa khóa của chúng tôi có giật không? Anh không giật nhưng mà không. Quan với anh không? Thấy không? Gõ ngay không? Tôi kêu cái gì? Tôi kêu anh xuất trình giấy tờ ra kiểm tra, anh kêu một giám đốc có giữ đây. Tôi nói theo luật, tôi chỉ là anh biết luật gì? Anh nói tôi chỉ yêu cầu anh xuất trình cái thẻ là tôi nói tôi xét cho ông với có thẻ tuần tra, tôi không cần kêu thì anh không có. Tôi nói anh lại chút xíu để vợ tôi chạy về nhà lấy. Thôi cái gì tôi nói lên phường rồi đợi. Anh muốn cái gì? Tôi có thẻ tuần tra. Hả? Đâu chứng minh ra? Đâu đúng không? Chứng minh đâu? Chứng minh ra? Nhà tôi gần đây. Tôi nói tôi anh đợi. Biết nhà anh ở đâu giờ tôi kiểm tra hiện thời. Nhưng mà tôi nói anh là chưa có cái gì hết. Và anh đã đánh tôi rồi. Anh cử ai đụng má? Không có ai. Không có ai. Không có ai. Tự lên đánh tôi luôn. Tôi không có đi. Thấy không nè? Mấy anh em thấy không? Giờ muốn không? Muốn không? Không có ai làm gì hết. Không ai nói sai gì hết. Nào mấy ông phải đi. Đem thuộc của mấy ông. Mấy ông chờ quá. Tôi chỉ đây. Tại sao bây giờ tôi nói anh nè, anh muốn kiểm tra giấy tờ đúng không? Em cũng gần đây. Anh nói kiểm tra bây giờ không phải là tại nhà. Bây giờ nếu như anh kiểm tra bây giờ hay không? Tôi hỏi anh có hay không? Bây giờ có hay không? Để quên cho đúng. À anh nói anh có thì nói đi. Tại sao tôi đến phường không? Tôi đến phường. Đúng rồi. Bà con làm chứng với tôi nè. Em nói là vậy, anh đòi lấy chìa khóa đúng không? Tôi không có chửi gì hết, tôi không có làm gì hết. Nắm cổ áo tôi giật xuống đây nè, đấm tôi ba cái luôn. Anh kêu cảnh sát giao thông lại đây, dắt xe đi được nhưng mà anh không có quyền lấy chìa khóa cho người ta. Tại vì có nhiều cảnh sát. Anh lấy, anh hỏi, ai lấy? Hỏi ai lấy? Ông có biết gì không? Ông nói tôi lấy anh nhiều hỏi vợ đó. Tôi á là có đưa chìa khóa cho anh hay không nữa. Anh đấm tôi ba cái trong bụng nè. Bây giờ khoảng anh đút. Bỏ rồi đi rồi sao? Bỏ đi rồi sao? Giờ bỏ đi đi luôn rồi sao? Ủa đâu biết được đâu. Anh giờ nắm tôi. Người đi người ở lại đi. Anh chị ơi, anh nắm tôi ba cái, anh nắm cô áo, anh giật tôi xuống ngay chỗ này. Sao anh có vấn đề gì? Nhưng mà anh phải ủa? Đồng chí hoặc là... Sao anh? Thì gì? Gì? Thì giờ nói chúng tôi đi kêu công an phường lại giải quyết được chưa? Ủa ai nói? Được chưa? Không, em nói là chứ sao chị gái này chị đứng đi luôn sao? Thì phải có một người ở lại chứ. Xin lỗi chị, địa bàn chúng tôi ở đây. Ok, vậy giờ anh muốn sao thì anh kêu người tới. Địa bàn chúng tôi ở đây. Thì giờ anh
mới nói đàng hoàng chứ sao. Chị chứ đừng có đứng ngoài đường mà la lối anh sầm. Ủa la lối là sao? Giờ đâu la lối gì rồi. La lối gì? Người ta có quyền nói thôi. Thì đó vậy giờ chúng tôi dạy kêu người quyết. Ủa có người chống là la lối vậy hả? Nè, nói chuyện đàng hoàng sự. Nãy giờ đàng hoàng ở đây. Mời công phường anh quyết. À đúng rồi, anh mời công phường anh quyết đi. Đúng rồi. Anh ném đồ ao không? Ao mình chứng kiến, mình chứng kiến. Ông kia không quay thôi, đúng không? Ở đây có bao nhiêu? Nè, ông kia lại quýnh kìa. Nè. Anh là người á lấy tiền lương là từ dân chứ không phải là mấy anh người đâu có. Nè, ừ đi. Anh nắm đúng rồi. Anh giật quá em, anh nắm. Trong khi em không có, em cục thầy nè, em không có chửi ông ở đây, cũng có mấy người thấy không có ai chửi cái gì hết trơn á. Nắm của em nắm cái bụng em ba cái giật em nằm xuống ở đây. Rồi em biết, anh em thấy, anh thấy rồi. Anh này thấy ha, anh này thấy đúng không? Đi xe ôm về lấy cái bóp. Lấy cái bóp cho anh. Bỏ nó đi. Để xe ở đây, để xe ở đây. Anh ở đây, anh có quyền giữ xe ở đây. Anh có quyền giữ xe ở đây, anh giải quyết. Trời. Anh có quyền giữ xe ở đây, anh giải quyết. Không, anh cho em lấy lẹ đi. Chạy qua lấy cái tờ xe đem lên nè. Không, anh là công an, không quýnh người. Anh phải. Anh ở đây, tôi kêu ra. Ủa mà bây giờ anh chạy tôi biết anh đâu, anh tên gì? Anh xin lỗi. Nguyễn bạn chúng tôi ở đây nè. Nguyễn dạ sĩ đồng chí tên gì? Đồng chí tên gì? À đồng chí, ông chị chứ gì? Ông chí. Ông chí bỏ đi đúng không? Nè biểu xe nè. Đánh người. Nè.